này đệm nước hả? Cái này là đệm nước hả cả nhà? Nằm chơi nó mát nè, tháng nóng nằm chỗ mát mà nằm nửa trên nửa dưới thấy giác không? Nói rồi nằm mở mắt hí 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 à. Nằm kiểu gì vậy gái? Chân im quá hả, nằm niệm nước đàng hoàng luôn á cả nhà, nằm im lắm, nó rất là mát á nè, có nước đây nè, nó rất là im, sướng chưa, không ai sướng bằng nó luôn á, sướng chưa, nằm ngủ làm như là công chúa vậy đó, nằm niệm, giọng thì giờ dắt lên rồi, trời nóng quá dắt giọng lên, bây giờ nằm nhà, nằm niệm ngủ, nằm giọng, nghiêng nữa chứ giọng mà nó cắn nó lấy thì chắc nó đứt hết luôn, giọng mà nó cắn banh sát hết trơn, chỉ có niệm này nó không có cắn thôi, nằm y như người ta đó, ngủ mà nằm nghiêng nè đó, làm như là con gái, làm như công chúa vậy đó, trời ơi không có con gái nào mà thiệt á giống con gái này á, con gái giờ này mà còn ngủ mà cũng ngơ cũng rất mấy giờ, 3:30 rồi, 3:30 chiều ngủ với người ta diệm nước mát quá hả, tao ngủ à, con gái nào ngủ vậy, sung sướng quá mà không ai sung sướng bằng cái Pepsi luôn á cả nhà, nằm niệm nước, nằm nghiêng, làm người ta nằm ngủ nghiêng không à, lỗ mũi kìa, ôi lỗ mũi nữa kìa, trời ơi con gái ơi, con gái ơi, con gái ơi, con gái ơi. Ai sướng bằng nó không? Có con gái nào sướng vậy không? Nằm ngủ sướng quá mà, nằm niệm, niệm nước, mát quá mà, ở Pepsi, nó nằm con gái mà nằm nằm thì gớm không? Ơi tướng nằm thì gớm không? Pepsi ơi, sướng quá ha, nằm niệm ngủ sướng quá ha, nằm niệm nước. Cái mắt nó lim dim kìa, mở hết lên luôn rồi, 3:30 chiều mà nằm ngủ rồi sướng không, đồ ăn là lúc nào cũng có sẵn, nước lúc nào cũng có sẵn, nhưng hết nước rồi hả chị, hết nước rồi, nằm ngủ vậy á, niệm ấm chân im, nằm á thì nằm niệm nước, trời ơi không có con gái nào sướng bằng nó luôn á, thiệt dữ lắm hả, dữ lắm, con gái mà nó dữ lắm, không dữ lắm, dữ như bệnh luôn á, bye bye cả nhà nha, nha bye bye cả nhà, Pepsi Pepsi Pepsi, giờ nó đậu hình xuống, giờ nó mơi nằm rồi, cái niệm đó nó mát lắm, nó khoái lắm, nằm niệm á, im quá mà xuống đâu, nằm quắc 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 đuôi nữa, sung sướng cả cuộc đời luôn, sung sướng quá mà không ai xuống bằng, bye 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 cả nhà nha, ai thích trang của mình thì đăng ký mình một like nha cả nhà, đó sướng quá mà. Nhưng nếu con được quay lại chậm dịch xe cho chị nội hứng lên để ngồi vậy, Pepsi Pepsi ơi, đưa bốn cái răng thấy uống không, đoán xem ta là ai. Tướng nằm thấy gốm không? Mẫu thân của quyền gì? Là nhũ mẫu của trầm. Tướng nằm kìa. Pepsi ơi, cùng trầm lớn lên, không biết chào gì hết trơn. Trầm đối với đàn ấy, khi nào mà kêu suy nghe chào hỏi vậy, bình thường thì kêu á chào lẹ lắm, nó tới giờ cái là biến lên à. Nhưng chỉ một câu chuyện cười. Pepsi, Pepsi, Pepsi. Đi quán Ama sự tử. Điều ban đầu
Cái tay nó muốn hút không à? Dữ lắm. Bình thường quang vậy á, mà tới hồi nó muốn lên cái gì đó là nó dữ lắm, dữ không chịu nổi luôn. Pepsi ơi, Pepsi. 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 Đi ra. Đi ra, không có vô đây được. Đi ra hoài không có được vô đây nằm. Nó dữ thiệt á. Nó chui luôn vô đóng à. Công nhận cái con này thiệt tình luôn. Đi ra. Nó dữ. Nó bấu. Nó không chịu ra, nó đòi nằm trên mền không à. Đi ra ngoài nè. Nó dữ ông nội ơi. Đó, nó cắt. Trừ đó cư. Nó không cho đụng. Nó chỉ phải nằm mờ như nằm niệm không à. Chứ ra ngoài nó không chịu. Công nhận thiệt chứ. Dữ kinh luôn á. Thôi, mời người ta ship đã nè. Đi ra đi. Nó đòi nằm nè. Công nhận nó dữ kinh này chứ. Nó không cho đụng luôn á. Dữ vậy vừa thôi bà ơi. Nó mà nó hồi nó muốn lên mà ẩm nó ra là không khéo rồi nó cắn. Kìa, nó chụp. Đi vô nữa kìa. Tôi nói là không có vô mà nằm nữa như chưa.